Quái vật Minotaur. Ngày xưa, tại xứ sở Crete xinh đẹp, có một vương quốc nọ được trị vì bởi nhà vua Minos. Một ngày, ngài muốn xây dựng một nơi ở hoàn hảo cho con thú cưng của mình Minotaur, một con thú đầu trâu thân người. Ngươi hãy thiết kế xây dựng cho thú cưng của ta một nơi ở đặc biệt, để nó được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Về việc này, ngươi định tiến hành như thế nào? Muôn tàu đức vua, để thú cưng của người được an toàn tuyệt đối, thần sẽ thiết kế xây dựng một mê cung với các hành lang không đầu không cuối. Nó sẽ phức tạp đến mức bất cứ ai lọt vào đây rồi cũng không thể thoát khỏi được. Ý đức vua thế nào ạ? Hay lắm, không uổng công ta đã cho gọi ngươi đến đây. Vậy hãy tiến hành ngay đi, thú cưng của ta đang nóng lòng muốn đến ở nơi tuyệt vời rồi đây. Người nghệ nhân Dea Delos dẫn theo cậu con trai tên là Icarus. Hai cha con ngày đêm cùng nhau xây dựng mê cung. Chẳng bao lâu, mê cung đã hoàn thành. Tốt lắm, quả là một mê cung có 102. Hãy thật vui vẻ nhé, thú cưng của ta. Bất cứ ai làm tổn hại đến thú cưng của ta đều sẽ phải chịu một hình phạt đích đáng. Từ nay mỗi năm, kinh thành Athens sẽ phải cống đạp những thức ăn mà Minotaur yêu thích. Các ngươi đã rõ chưa? Rõ, thưa đức vua. Kể từ đó, kinh thành Athens phải cống nạp những người trẻ tuổi làm thức ăn cho con quái vật. Cảnh tượng đau đớn khôn xiết. Nhân dân trong thành vô cùng căm phẫn, nhưng không thể làm gì được. Không được, ta phải làm gì đó. Chỉ vì một con quái vật mà biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Nhưng phải làm thế nào mới có thể vào được trong mê cung này? Ai mới là người biết đường trong đó đây? Tôi biết đường vào mê cung này, thưa ngài. Cậu là ai? Tôi là con trai của người đã thiết kế ra mê cung này. Chỉ có tôi và cha tôi mới biết đường vào trong mê cung này. Thật sao? Vậy cháu hãy giúp ta vào đó để giết con quái vật khủng khiếp ấy nhé. Được, hãy đi theo tôi. Nhờ nữ thần trí tuệ Athena phù hộ cùng với sự giúp đỡ của cha con Dea Delos và con gái vua Minos là Pasiphae, Theseus đã dùng một cuộn chỉ để đánh dấu đường vào labyrinth. Mắt bên phải của nó bị mờ, chàng hãy liên tục tấn công sang hướng bên phải đi. Nàng là ai? Tại sao lại giúp ta? Ta là công chúa, nhìn cảnh con quái thú đầy đọa cuộc sống của người dân trong thành, ta cũng không đành lòng. Hãy để ta đi cùng chàng, ta đã giúp chàng. Vua cha nếu phát hiện, chắc chắn sẽ không để cho ta yên đâu. Sau khi thành công giết chết Minotaur, người anh hùng thoát ra ngoài và chạy trốn về Athens cùng nàng Pasiphae sau khi nổi lửa đốt hoàng cung của vua Minos. Là kẻ nào đã gây ra những chuyện như thế này? Mê cung này đâu có phải ai vào cũng có thể ra được. Vậy mà các ngươi đã để cho kẻ nào đó ngang nhiên hoành hành như thế này sao? Ta biết rồi, chỉ có thể là tên đã thiết kế ra mê cung này, không thể là ai khác. Người đâu, ngay lập tức nhốt giam hai cha con hắn vào ngục trong chính mê cung này cho ta. Đời đời không bao giờ được phép đi ra ngoài. Cha ơi, chúng ta còn phải ở trong này bao lâu nữa ạ? Cha cố gắng lên con, nhất định cha sẽ có cách để hai cha con ta thoát được ra khỏi nơi này. Giá mà hai cha con ta cũng có một đôi cánh như các ngươi thì có phải là tốt biết bao. Trời ơi, có vậy mà ta không nghĩ ra. Đôi cánh, đúng rồi. Ông cần những đôi cánh. Dea Delos bắt đầu thu thập tất cả những chiếc lông chim mà ông có thể tìm thấy. Ông dán chúng lại với nhau bằng sáp. Cha ơi, thật là tuyệt diệu. Chúng ta có thể bay, phải không cha? Đúng rồi con trai, chúng ta được tự do rồi. Con phải nhớ, không được bay quá gần mặt trời. Sức nóng của mặt trời sẽ khiến sáp ở đôi cánh của chúng ta tan chảy, và những chiếc lông chim sẽ bị tách rời ra. Và cũng không được phép bay quá gần mặt biển. Hơi nước sẽ khiến những chiếc lông chim bị ướt, không thể bay được nữa. Vâng, đi thôi cha, con nóng lòng muốn bay lên lắm rồi. Họ vỗ cánh và bay lên bầu trời, để lại đảo Crete đang dần xa khuất. Cha ơi, thật là tuyệt vời, chúng ta chẳng khác gì những chú chim.
Bay chậm thôi con, nhớ giữ khoảng cách giữa bầu trời và mặt biển. À, thần mặt trời kia, đợi cháu với. Xuống ngay con ơi, không được đuổi theo nữa. Không cưỡng lại được niềm vui khi nhìn thấy thần mặt trời, Icarus bay cao hơn. Sức nóng từ cổ xe của thần mặt trời đã làm đôi cánh tan chảy. Cha ơi, xuống con, cha ơi. Con ơi, con ơi, mau trở lại đi, Icarus của cha ơi. Bắt lấy hắn ta, ở phía đằng kia. Icarus ơi, vĩnh biệt con. Người con trai hiếu kỳ Icarus đã phải chịu kết cục bi thảm, chìm xuống dưới đáy biển sâu. Cuối cùng, người nghệ nhân dừng chân tại Sicily, Ý. Tại đó, Daedalus xây dựng một ngôi đền thờ thần ánh sáng Apollo và để lại đôi cánh mà ông tạo ra tại đây như một cống phẩm tới các vị thần trên đỉnh Olympus. Bài học của kiến. Con chào ba ạ. Ồ, con gái của ba đã đi học về rồi sao? Hôm nay ở lớp có vui không con? Ba ơi, con là một đứa trẻ không thông minh phải không? Sao con lại nói vậy? Bởi vì hôm nay con cô vừa hướng dẫn các em cách giải một loại toán mới. Giờ bạn nào lên làm được bài tương tự trên bảng? Em ạ. Cô học, em có làm được bài toán này không? Cô có. Em giải được ạ. Em có hiểu những gì cô giảng lúc nãy không? Em có hiểu ạ. Vậy em lên bảng làm bài toán tương tự cho cô nào. Dạ. Thưa cô, được ạ. Ồ, đến giờ tan học rồi cơ à. Thôi được, cả lớp nghỉ. Em về xem lại bài, hôm sau chúng ta tiếp tục bài học hôm nay. Buổi sau, bạn Ngọc sẽ tiếp tục giải bài tập này cho cả lớp nhé. Thế con có nói với cô giáo là con không hiểu bài không? Con không nói ạ. Tại sao? Tại con sợ cô và các bạn biết con dốt. Không sao đâu con gái của ba. Chiều nay con hãy ngồi xem lại bài xem sao. Con đang học bài đó à? Con ra đây với ba một lát. Ba có cái này muốn cho con xem. Con hãy nhìn xem. Con có biết phía sau những tán lá cây kia là gì không? Con hãy nhìn ở phía sau những tán lá cây này xem. Con thấy đó, những con kiến này tuy nhỏ bé nhưng lại xây được cái tổ lớn hơn bản thân chúng gấp nhiều lần với rất nhiều thức ăn dự trữ. Chúng có thể làm được điều đó nhờ sự kiên trì, nhẫn nại, tha từng chút mồi về tổ, từng ngày một. Việc học của con cũng vậy. Con có thể không làm được bài toán trong 5 phút, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ, ta tin con sẽ làm được cho dù phải mất nhiều thời gian hơn, có thể là 20 phút hay 30 phút. Tuy chậm hơn một chút, nhưng con vẫn tự làm được mà, phải không con? Con đã hiểu rồi ba à. Con sẽ xem lại bài toán sáng nay nhiều lần, cho tới khi nào hiểu mới thôi. Con cảm ơn ba. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu biết tin vào bản thân mình hơn. Tôi đã cố gắng học tập chăm chỉ, trên lớp hăng say phát biểu xây dựng bài, về nhà không nản lòng trước những bài tập khó. Nhờ vậy mà cuối năm, tôi đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, được cô giáo tuyên dương và nhận phần thưởng trước toàn trường. Từ câu chuyện của loài kiến, ba đã dạy tôi một bài học thật quý báu.
Nếu bản thân biết làm việc một cách kiên nhẫn, cho dù phải mất nhiều thời gian và công sức hơn những người khác, bạn vẫn sẽ tới được đích đã định. Cây lộc vừng. Con chào bố. Ồ, đã đi học về rồi à con gái? Vâng ạ. Bố ơi, cây gì mà hoa đẹp thế hả bố? À, đây là cây lộc vừng bố vừa mua về đấy. Ôi đẹp thế, chắc là đắt tiền lắm bố nhỉ? Ừ, nó cũng khoảng gần nửa tháng lương của bố đấy. Nhưng con biết không, nếu chịu khó trồng, chăm sóc, cây lộc vừng này chỉ một năm nữa thôi, nó sẽ bằng tiền lương cả một năm làm việc của bố đấy. Ôi, nó có thể làm được điều kỳ diệu như vậy sao bố? Tay kiếm cừ khôi bộ kinh vân ta đến đây. Này, này, này. Hay quá, kiếm gỗ của mình không khác gì kiếm thật. À, hãy xem ta đây. Chạy đâu cho thoát. Này. Trời ơi, mình đã làm gì thế này? Cây lộc vừng, bố mà biết thì... Trời ơi, cái gì thế này? Nhung, cái Nhung đâu? Dạ, có việc gì vậy bố? Nhung, con có biết ai đã phạt những nhánh cây lộc vừng này không? Sao lại thế được nhỉ? Con không rõ nữa. Con không làm việc này, bố thử hỏi em Lâm xem. Ôi chết, làm thế nào bây giờ nhỉ? Lâm đâu? Dạ, con đây thưa bố. Lâm, con có biết ai đã phạt những nhánh cây lộc vừng của bố không? Lộc vừng nào hả bố? Cái cây ở cái chậu này chứ còn ở đâu nữa. Bố đã phải mất một số tiền không nhỏ để mua nó về. Con làm việc này phải không? Dạ, dạ, con không ạ. Trời, vậy ai? Ai đã phá hoại cây lộc vừng này? Không lẽ bọn trẻ con hàng xóm? Không thể tưởng tượng được. Để bố sang nhà hàng xóm hỏi xem. Bố ơi, con... Con... Có việc gì? Bố ơi, con nghĩ rằng con không thể nói dối. Bố ơi, bố biết là con không thể nói dối mà. Con muốn nói với bố là... Chính con đã phạt những nhánh cây lộc vừng bằng cái kiếm gỗ của con. Thật vậy ư? Chính con ư? Vâng, vâng ạ. Con, chính là con ạ. Nhưng con chỉ là vô tình thôi, chứ không cố ý. Bố tha lỗi cho con nhé. Được rồi, con trai của bố. Ngay lúc nhìn con sợ hãi, bố đã biết là con làm rồi. Nhưng bố muốn xem con trai bố sẽ xử sự như thế nào. Và bây giờ bố rất hạnh phúc vì thấy con dám dũng cảm nhận lỗi của mình. Có thật vậy không hả bố? Bố tha lỗi cho con thật ư? Con trai ạ, dù những cây cây đó có nở ra những bông hoa quý giá như bạc và những chiếc lá như những miếng vàng nguyên chất nhất, cũng không quý bằng sự dũng cảm biết nhận ra lỗi lầm của con. Suốt những năm tháng tuổi thơ cũng như sau này, tôi không bao giờ quên được câu chuyện đó. Và mỗi lần nghĩ tới bố, tôi luôn tự nhủ mình phải sống thật mạnh mẽ và can đảm. Và điều quan trọng nhất mà bố đã dạy tôi đó là dù có thế nào, hãy biết dũng cảm đối diện với sai lầm của chính mình. Thắc mắc của bé. Con trai, mẹ đây, mẹ đây. Con chào mẹ. Mẹ chào con. Con trai của mẹ, con về quê thăm ông có thích không? Kể cho mẹ nghe với nào.
Những ngày ở cùng ông con rất thích và con còn biết được nhiều thứ lắm mẹ ạ. Hãy kể cho mẹ nghe đi con trai. Trời ơi, rắn, có rắn. Chạy thôi, chạy thôi. Ông ơi, có rắn, rắn. Ông ơi, cháu và các bạn đã rất sợ con rắn, nhưng cái gậy lại có thể làm cho con rắn chết. Vậy cái gậy là mạnh nhất rồi. Ông làm cho cháu một cái gậy như thế ông nhé. Thôi được. Đây, cháu chỉ dùng cái gậy ngắn thế này thôi. Con dao lại chặt cái gậy. Vậy dao mới là mạnh nhất. Thì ra điều đó làm cháu băn khoăn nãy giờ. Cháu hãy đi theo ông. Chào ông, ông dẫn cháu đi chơi đấy à? Ồ, con dao cứng thế mà lửa còn nung đỏ làm cho mềm ra. Vậy lửa mới là mạnh nhất. Ông ơi, lửa là thứ mạnh nhất trên đời này phải không ông? Người mới là mạnh nhất. Mình ơi, trưa rồi, mình nghỉ tay và ăn cơm đã, chiều làm tiếp. Tôi phải nghỉ lát đã. Chiều hai ông cháu quay lại đây nhé. Cháu thấy không, người mẹ bao giờ cũng mạnh hơn người cha đó. Nín đi con, nín đi. Thế con muốn gì nào? Mẹ ru con đi, con buồn ngủ lắm. À, thế mẹ ru con nhé. Ông ơi, vậy ra con người là mạnh nhất, nhất là những đứa trẻ phải không hả? Cháu nói gần đúng rồi đấy. Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào mỗi đứa trẻ. Mẹ ơi, ông nói gần đúng thế là sao hả mẹ? Có phải những đứa trẻ là mạnh nhất trên đời không ạ? Con yêu, phải nói thế này mới đúng. Những đứa trẻ ngoan là mạnh nhất. Và nếu như con học hành chăm chỉ và đạt kết quả cao trong học kỳ tới, thì bố mẹ sẽ lại cho con về quê thăm ông, con nhé. Số phận. Wilson là một doanh nhân thành đạt. Ông bắt đầu sự nghiệp từ vị trí một nhân viên văn phòng bình thường. Sau nhiều năm phấn đấu, cuối cùng đã có được công ty của riêng mình. Quý ông đáng kính ơi, quý ông có thể dành cho người mù đáng thương này mấy phút được không? Lái xe sẽ đón tôi bây giờ, vì tôi có một cuộc hẹn quan trọng. Anh muốn gì thì nói mau đi. Thưa ông, chiếc bật lửa này giá chỉ 2 đô la. Nó là chiếc bật lửa rất tốt. Quý ông có thể mua giúp cho kẻ nghèo này không? Tôi không hút thuốc, nhưng tôi sẵn lòng giúp đỡ anh. Tôi sẽ tặng chiếc bật lửa này cho anh lái xe của tôi. Đây là 100 đô la. 100 đô la, quý ông đúng là người nhân ái nhất mà tôi từng gặp. Tôi sẽ cầu nguyện cho ông. Thượng đế sẽ phù hộ ông. Ông biết không, tôi vốn không phải mù bẩm sinh. Tất cả bắt đầu từ vụ tai nạn ở Burlington 23 năm về trước. Đáng sợ lắm ông ơi. Anh bị mù trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở Burlington năm đó sao? Ông cũng biết vụ đó sao? Đúng vậy, tai nạn đó làm chết 93 người, bị thương cũng đến vài trăm. Tin gây chấn động trên khắp các báo. Tội nghiệp thân tôi. Từ đó tôi phải lang thang khắp nơi. Cô đơn quạnh quẻ, bữa no bữa đói, chắc có chết cũng chẳng ai biết đến. Ông không thể tưởng tượng được tình hình lúc đó đâu. Lửa bỗng chốc bùng lên, cứ như phát ra từ địa ngục. Người ta chen lấn nhau để chạy. Khó khăn lắm, tôi mới xông ra đến cửa. Nhưng một kẻ cao to gào thét sau lưng tôi. Cho tôi ra trước, tôi còn trẻ, tôi không muốn chết. Hắn xô tôi ngã xuống, đạp lên lưng tôi rồi chạy ra ngoài. Tôi ngất đi, khi tỉnh lại đã thành kẻ mù lòa. Trời ơi, số phận thật bất công. Tôi e rằng sự thật không phải thế. Ông nói ngược rồi. Khi đó, tôi cũng là một công nhân trong nhà máy hóa chất ở Burlington. Chính ông đã đạp lên người tôi để chạy thoát ra ngoài.
ông cao to hơn tôi. Suốt đời này, tôi cũng không quên được câu ông gào thét khi đạp đến lưng tôi hôm đó. Thưa ông chủ, đã sắp đến giờ hẹn rồi ạ. Số phận đây mà, số phận thật bất công. Ông bị kẹt lại trong đó, nhưng giờ đã vượt trội hơn người. Tôi thì chạy thoát ra ngoài, nhưng lại thành kẻ mù lòa vô dụng. Ông biết gì không? Tôi cũng bị mù trong vụ đó. Ông tin vào số phận, còn tôi thì không. Tàn tật không đồng nghĩa với mất tất cả. Dựa vào sự phấn đấu của bản thân để loại bỏ được bóng đen của mặc cảm tự ti, vững tâm tiến bước. Cùng chịu cảnh mù lòa, có người chỉ sống bằng nghề ăn xin, nhưng có những người lại xuất sắc vượt trội. Đó không phải do số phận an bài, mà chính là nỗ lực phấn đấu của mỗi người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!